Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Miền Tây Daily. Hôm nay ngày 8 tháng 10 năm 2021 là ngày thứ 9 tỉnh Kiên Giang xuống thực hiện chỉ thị 19. Chỉ còn một số địa phương nhỏ hẹp thôi là còn thực hiện chỉ thị 16. Thì hôm nay mình trên đoạn đường sáng nay, trên đoạn đường mình đi làm từ Gạch Giá xuống huyện Châu Thành á, ở dưới Minh Lương á, mình xin quay lại cái đoạn đường để chia sẻ cho bà con anh chị em các bạn mình cùng xem. Mình xuất phát ở đây là ngay cái chợ An Hòa ở đường Trần Khánh Dư á, gần phường An Hòa. Thì địa điểm xuất phát mình ở đây mình đi tới Minh Lương để chỗ mình đi làm. Chợ bữa nay thấy cũng bán mấy bữa nay bán lại thấy cũng đông rồi này nè. Sáng nay mình đi mình thấy thì phương tiện lưu thông xe cộ thì cũng nhiều, cũng muốn gần bằng như ngày thường rồi đó. Rồi người ta đi làm thì cũng nhiều. Rồi các cái cửa hàng, quán xá, rồi các cái cơ sở này kia cũng mở cửa hoạt động lại cũng nhiều. Nhưng mà những cái chỗ bán quán đồ ăn thì chỉ bán mang về thôi, chứ không có bán ngồi ăn tại chỗ, ngay tại quán ăn. Mình đi tới cầu quay hay còn gọi là cầu An Hòa đó, để mình bọc lên. Lúc trước ở dưới dốc cầu là người ta gào lại á. Từ ngày 30 tháng 9 xuống chỉ thị 19 thì người ta dỡ ra từ ngày 30 tháng 9 rồi. Còn cái chốt ở ngay dòng xe này cũng gỡ rồi. Lúc xuống chỉ thị 19 là gỡ rồi. Giờ mình đang đi lên trên cầu An Hòa hướng về Gạch Sỏi. Trên đoạn đường đi mình xin chia sẻ một số thông tin cho cô chú anh chị em và các bạn mình cùng nghe nhé. Đầu tiên là cái báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch Covid-19. Từ 19 giờ ngày 6 tháng 10 đến 19 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2021. Tình hình xét nghiệm và trường hợp mắc mới ghi nhận từ 19 giờ ngày 6 tháng 10 đến 19 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2021. Số ca mắc mới là 113 ca, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 đến 19 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2021 lên 6.310 ca, ghi nhận tại các địa phương, đơn vị sau. Thành phố Gạch Giá ghi nhận 36 ca dương tính mới, trong đó 2 trường hợp test nhanh sàng lọc tại khu xét nghiệm sàng lọc Bệnh viện Bình An và phòng khám Trung Can, 1 ca phường Vĩnh Thanh Văn, 1 ca phường Vĩnh Quang, 12 trường hợp khu phong tỏa, 4 ca phường Vĩnh Thanh, 3 ca phường Vĩnh Quang, 3 ca phường Vĩnh Thanh Văn, 1 ca phường Vĩnh Lạc và 1 ca An Bình, 22 trường hợp cách ly tập trung. Châu Thành ghi nhận 5 ca dương tính mới là trường hợp khu phong tỏa xã Bình An. Kiên Lương ghi nhận 3 ca dương tính mới là các trường hợp cách ly tập trung. Bệnh viện Lao Phổi ghi nhận 11 ca dương tính mới là trường hợp cách ly tập trung. Về số liệu ghi nhận các trường hợp mắc mới từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trở về, tổng số ghi nhận trong ngày là 58 trường hợp, trong đó Dòng Ghiền ghi nhận 22 ca dương tính mới là trường hợp cách ly tập trung từ thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương về địa phương. Nâng tổng số ca mắc từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh về là 30 ca. Vĩnh Thuận ghi nhận 9 ca dương tính mới là các trường hợp cách ly tập trung từ Đồng Nai và Bình Dương về địa phương. Nâng tổng số ca mắc từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh về là 15 ca. Châu Thành ghi nhận 18 ca dương tính mới là các trường hợp cách ly tập trung từ các tỉnh về địa phương. Nâng tổng số ca mắc từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh về là 60 ca. Kiên Lương ghi nhận 1 ca dương tính mới là các trường hợp cách ly tập trung từ Bình Dương về địa phương. Nâng tổng số ca mắc từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh về là 2 ca. Giang Thành ghi nhận 1 ca dương tính mới là các trường hợp cách ly tập trung từ Bình Dương về địa phương. Nâng tổng số ca mắc từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh về là 2 ca. Hòn Đất ghi nhận 7 ca dương tính mới là các trường hợp cách ly tập trung từ Bình Dương về địa phương. Nâng tổng số ca mắc từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh về là 10 ca. Số trường hợp nhiễm tại các đơn vị địa phương kể từ đầu dịch đến nay như sau: Bệnh viện Đa khoa 130 ca, Gạch Giá 2.453 ca, Dầm Ghiền 162 ca, Hà Tiên 952 ca, An Biên 20 ca, Vĩnh Thuận 196 ca, Tân Hiệp 16 ca, An Minh 45 ca, Gò Quao 97 ca, Kiên Hải 7 ca, Phú Quốc 178 ca, Châu Thành 385 ca, Hòn Đất 341 ca, Kiên Lương 996 ca, U Minh Thượng 13 ca, Giang Thành 124 ca,
Bệnh viện lao phổi 42 ca, Bệnh viện ung bướu 144 ca, Bệnh viện y học cổ truyền 2 ca, Bệnh viện dã chiến Châu Thành 6 ca, Bệnh viện Bình An 1 ca, tổng cộng là 6.310 ca. Tiếp theo là quyết định số 2395 ngày 6 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định về việc thiết lập cơ sở thu dung điều trị COVID-19 thuộc Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định điều 1 chuyển đổi một phần công năng Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc và Trung tâm Thương mại Phước Lộc Thọ để thiết lập cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Cụ thể như sau, tên gọi cơ sở thu dung điều trị COVID-19 thuộc Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc, đơn vị phụ trách chuyên môn Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc. Khu điều trị bệnh nhân mức độ vừa và nặng được bố trí tại Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc, địa chỉ số 128 đường 30 tháng 4, khu phố 1, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Khu điều trị bệnh nhân mức độ nhẹ và không có triệu chứng được bố trí tại Trung tâm Thương mại Phước Lộc Thọ, địa chỉ phường Dương Đông, cửa cạn, tổ 8, khu phố 10, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Quy mô 550 giường bệnh, trong đó có 500 giường bệnh để điều trị bệnh nhân mức độ nhẹ và không có triệu chứng, 50 giường bệnh để điều trị bệnh nhân mức độ vừa và nặng. Hạng cơ sở khám chữa bệnh hạng 2, thời gian hoạt động từ 8 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2021 cho đến khi được cấp có thẩm quyền cho phép giải thể. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Lưu Trung đã ký. Tới đây là cái chốt chỗ giếng cây châm nha, chỗ cái cổng chào của hết cái địa phận của thành phố Gạch Giá nè, cổng chào thành phố Gạch Giá. Chỗ này là gần cái sân bay, gần cái bến xe tỉnh mới á. Chốt thì vẫn còn nhưng mà xe Honda thì qua lại tự do, ta không có chặn hỏi giấy tờ, chỉ là chặn hỏi xe tải với xe ô tô thôi. Tại vì các cái xe tải chở hàng từ các tỉnh ngoài đều vô đó, người ta chặn ta hỏi xác giấy. Còn là từ chiều hôm qua mình đi làm về là người ta đã thấy đã không có chặn xe Honda, đi lại tự do rồi đó. Hiện tại mình đang đi trên tuyến quốc lộ 61 hướng từ Gạch Sỏi đến Minh Lương. Sáng nay trời chuyển mưa mây đen thui. Nãy giờ trên cái đoạn quốc lộ này mình thấy xe chạy cũng đông rồi, nhưng mà chưa có bằng ngày thường đâu, ngày thường đông đông dữ lắm. Hôm nay thì số người ta đi làm đi tới đi lui cũng nhiều rồi, tại vì đi cũng qua chốt cũng tự do rồi đó, cũng dễ, không có xét giấy nữa. Đi thấy cũng nhiều nhưng mà cũng không bằng ngày thường đâu, ngày thường đi muốn kẹt xe vậy đó. Nhưng hôm nay đi cũng gì cũng gọi là khá là đông rồi đó. Trên tuyến quốc lộ này là nổi tiếng là kẹt xe đó. Từ Gạch Sỏi tới Minh Lương hay kẹt xe lắm. Xe đông lắm, lưu lượng xe cộ đông lắm. Từ ngày mà cái quốc lộ mở rộng ra được mấy tháng nay rồi, xe chạy đỡ kẹt xe hơn, chạy được lẹ hơn. Đường lộ rộng, đẹp, bằng phẳng và thoáng. Lúc cái khoảng thời gian mà đang thi công cái tuyến quốc lộ này nè, đi từ Gạch Sỏi tới Minh Lương cực lắm. Đi hơn, chạy đâu có được lẹ đâu, chạy có 30-40 km, chạy nhiều khi hơn nửa tiếng mà từ Gạch Sỏi tới Minh Lương mới tới chỗ đó, chứ không có được đi lẹ như hiện nay đâu. Hiện nay đi thì rất là lẹ rồi. Tới đây là chỗ cái chốt mà gần ngã tư Tà Niên á, gần cái sân banh Hữu Nhường á. Thì từ chiều hôm qua mình đi làm về là thấy đó, người ta đã không có còn trực chốt nữa, cái chốt này dở rồi nha. Tiếp theo là tin Kiên Hải quyết tâm giữ vững vùng xanh để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Kiên Hải. Toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp, quyết tâm giữ vững vùng xanh để không để dịch bệnh COVID tái diễn. Hiện hơn 57 ngày huyện Kiên Hải không phát hiện ca bệnh phát sinh trên địa bàn. Theo quyết định 2686 ngày 31 tháng 6 năm 2021 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành quy định đánh giá mức độ nguy cơ, Kiên Hải được đánh giá là huyện ở mức độ bình thường mới, vùng xanh. Qua đó, Ban chỉ đạo huyện đã tập trung chỉ đạo trung tâm chỉ huy huyện triển khai các biện pháp quyết liệt giữ chặt vùng xanh, kiên quyết xử lý và cách ly đối với các trường hợp đi từ vùng dịch đến trở về địa phương không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Kiên Hải cho biết, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng các cấp, các ngành quyết tâm vào cuộc với tinh thần quyết liệt. Khi phát hiện có ca F0 trong cộng đồng thì chỉ đạo thực hiện ngay việc bóc tách F0 đưa khỏi cộng đồng bằng nhiều biện pháp để làm sạch địa bàn, đồng thời tăng cường tuyên truyền bằng hình thức như đài phát thanh, loa kéo, Zalo, mạng xã hội. Đến nay đã trải qua gần 2 tháng, huyện không còn ca F0 trên địa bàn và đang áp dụng chỉ thị 19 trên địa bàn toàn huyện. Để hạn chế thấp nhất tình trạng dịch Covid có thể tái diễn và bùng phát trên địa bàn huyện, tiếp tục có kế hoạch triển khai các giải pháp, quyết tâm bảo vệ vững chắc kết quả đạt được vùng xanh, tiếp tục quyết liệt với tinh thần chống dịch như chống giặc, tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về các biện pháp phòng chống dịch, kiên định sự thực hiện tốt phương châm lấy xã làm pháo đài, người dân làm chiến sĩ, quyết tâm phòng chống dịch và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng, cuộc sống của người dân. Trong đợt dịch này, từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2021, toàn huyện Kiên Hải phát hiện 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, chủ yếu tập trung tại xã Hồng Tre, gồm 4 ca cộng đồng, 3 ca trong khu cách ly phong tỏa, tất cả đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Qua truy vết đã phát hiện 162 F1, 555 F2, 922 F3. Trung tâm Y tế huyện đã thực hiện thu dung 7 ca F0 và huyện cũng đã tiến hành cách ly đối với các trường hợp có liên quan. Theo đúng quy định, điều trị khỏi bệnh và xuất viện 7 trên 7 ca. Trong đó, Trung tâm Y tế huyện điều trị khỏi bệnh là 6 ca, Bệnh viện Phổi Kiên Giang là 1 ca. Mình chạy đến phòng khám Thanh Bình rồi nè. Sáng giờ trời cũng chuyển mưa, chạy tới đây thì trời bắt đầu rất hạt mưa lai ra nhỏ nhỏ rồi đó. Đến đây mình đã đến cái địa phận của thị trấn Minh Lương rồi nha. Mình đang đi qua trên cầu để bước vào khu vực chợ Minh Lương á. Thì ở huyện Châu Thành, thị trấn Minh Lương riêng cái khu phố Minh An thì còn đang thực hiện chỉ thị 16 nha. Hiện nay thì ở khu phố Minh An cũng còn một số nơi còn bị phong tỏa nha. Cái đó vừa đó vừa gọi là cái chốt người ta phong tỏa, người ta chặn ở ngay cái hẻm ở khu phố Minh An á. Mình đang chạy ngay chợ Minh Lương thì vẫn còn phong tỏa nè, chưa có được bán lại đó. Trời cũng rất hột mưa rồi, mình xin phép mình dừng video tại đây. Phần chia sẻ của mình đến đây xin kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Cô chú, anh chị em và các bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để được cập nhật những cái video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại.